như thông lệ bình thường thôi. Sau khi mà là theo dõi xong MV thì cái chắc chắn rằng là các bạn khán giả đang ngồi ở đây này, có ai xem MV này trên dưới 10 lần không? Có. Ai? Ai coi MV này trên 10 lần giơ tay lên. Dựng phim. Dựng phim chắc là phải coi trên 1000 lần. Rất là nhiều người cày view trong cái Quy đúng không? Vậy thì bây giờ sau đây sẽ là những câu hỏi có quà dành cho những ai nhớ nhiều chi tiết trong MV nhất ha. Ai biết thì hãy giơ tay nhanh lên để giành quyền trả lời. Và Quy à, bạn sẽ cũng như là chứng nhận coi là cái đáp án đó chính xác không nha. Bạn đó, ừ, tôi nói bạn đó. Ok, được rồi. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Trong MV nam chính là Quỳnh Phương đó. Đây, Quỳnh Phương đấy nè. Quỳnh Phương á. Quỳnh Phương á. Nam chính, không phải hỏi Phương đâu, Phương đừng sợ. Đã gửi cho nữ chính, đó, đâu rồi, nữ chính coi chính giữa luôn. Đó. Rồi, rồi, đang thở, đang thở gấp. Nam chính gửi cho nữ chính cuộn băng có tên gì? Trời ơi! Quy, Quy, hôm nay là ngày của Quy, Quy, Quy chọn đi Quy. À, mình chọn bên phải đi, bên phải ngoài xa xa kia kìa. Đó. Rồi, mời em áo len. Đó, mời em. Em có thể đứng tại chỗ và la lớn ra đáp án của mình được không? Là gì em? Xin lỗi em, mà đó có phải là một cái đáp chính xác không ạ? Vậy như chúng ta phải hỏi đến nam chính trong vai diễn này. Nam chính là liệu rằng đó có phải là đáp án chính xác hay không? Câu trả lời của bạn là xin lỗi em. Vậy thì đó là câu trả lời chính xác hay không? Yes or no? Yes! Chính xác luôn em. Một phần quà dành cho em. Đâu? Quà đâu? Quà đâu rồi? Trời ơi. Trời ơi. Phần quà có giá trị tinh thần quá. Bé mang quà đâu có giấu luôn chứ bộ. Em ơi. Đây. À, phần quà cảm ơn em rất nhiều. Đó. Không, mai đọc có chữ ký. Đúng rồi, giá trị tinh thần mà. Em mát. Mình đâu có nói cái gì đâu, quan trọng là tinh thần. Câu hỏi tiếp theo. À chú cha, câu này khó. Con mình bạn biết luôn á. À, Quy xuất hiện trong mấy khung cảnh trong MV? Cái này mình dựng chứ. Mình dựng lẽ ngoài không biết đâu. Dựng xong là quên liền rồi. Mấy khung cảnh hả? Mấy khung cảnh. À tức là cảnh vật đúng không? Cảnh đúng rồi. À, rồi. Mấy khung cảnh. Cảnh mình đứng thôi. Bên phải rồi, bây giờ bên trái đi. Ừ thì bên trái đi. Em. Rồi, mấy khung cảnh. Hai khung cảnh, hai khung cảnh đó là khung cảnh nào? Đây. Ở dưới cây dưới ngô trong phòng ạ. Ở dưới cây. Trời ơi. Và ngồi trong phòng. Tôi nghe là ở dưới cái giường. Ở dưới cây dương. À, ai cái cây cô đơn á. Mình gọi là cây cô đơn. Đúng rồi, đúng rồi. À, vậy là không biết là cái đó chính xác không? Dưới cây cô đơn và trong trong phòng, chứ mà dưới giường đâu, trong phòng. Trong phòng đâu, chính xác. Chính xác, xin chúc mừng em. Một phần quà có giá trị tinh thần dành cho em. Câu hỏi tiếp theo. À chú cha. Nữa hả? Trong bài hát có tất cả bao nhiêu câu để anh một mình? Ồ, tôi hát tôi không biết luôn ta ơi. Ca sĩ cái cổ không biết rồi. Đúng rồi. Đây, bé nhỏ rồi nè. 12. 12. 12 đâu, bây giờ thử nhẩm này coi có đúng không nha. Thôi tôi biết là không biết đâu. 12 là một đáp án không chính xác. Không chính xác. Cứ hỏi đi, tôi sẽ nhẩm. Ok. Rồi, bây giờ ai là trước mặt có ai biết không nè? Trước mặt, xung quanh rồi có ai biết không nè? Rồi, xin mời... nghỉ đi bạn, ban tổ chức là nghỉ đi. Không chơi với ban tổ chức. Xin mời bạn, bao nhiêu? Chỉ có 3 thôi à. Tính nguyên cả bài. Chứ đâu có tính treo lơ đâu em. 9 lần. Không đúng. Không đúng. Tôi nhẩm ra rồi. Nhẩm ra rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Có mấy chữ số? Có 3 đáp án. Trời ơi, 3 đáp án luôn. Đáp án thứ nhất là 10 lần. Đáp án thứ hai, 11 lần. Đáp án thứ ba, 12 lần. À, nói nghe. Vô kiểu bị gối. Coi em đi đếm lại giùm tụi cái. Ủa sai hả? Tào lao. Đúng ra. Sai rồi.
bao nhiêu lần? 15 lần. Và đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Dạ, chép phạt liền. Giống như hồi xưa đó, giống như hồi xưa mình coi MV xong cái mình phải chép lại, mình nhẩm lời ghi với cuốn sổ đúng không? 15 lần nha, nhớ nha. Mất mặt quá. Ca sĩ đó bạn ơi. Tiếp theo, cái câu này là dành cho những bạn nào mà là có khả năng soi kỹ nhất. Rồi, tôi đang kỹ luôn. Huy mặc áo màu gì trong phương cảnh đứng dưới cây cu đơ? Huy chọn đi. Huy, bây giờ mời người anh em Huy nói là trả lời sai là được mà. Phương, Phương, sau đây là câu trả lời của Phương Thọ. Đầu tiên là phong cách đó, đầu tiên là phong cách thì mình chỉ có mấy phong cách thôi, thứ như là quần thun, áo ba lỗ hoặc là mặc đó kiểu kiểu như là áo da hay là áo tuxedo hay là áo vest đồ kiểu kiểu vậy. Áo vest sọc caro trắng đen. Áo vest sọc caro trắng đen, tạm thời không biết có đúng không, đúng không vậy? Rồi ông ca sĩ của tôi ngẫm nữa rồi, để ngẫm lại cái đó đúng không? Áo ở dưới cây cô đơn đúng không? Đúng rồi. Ai dưới cây cô đơn là chính xác rồi. Chính xác rồi đúng không? Ủa vô duyên, cái câu này người ta cho khán giả quà mà. Tặng quà cho khán giả luôn đi. Cái đó là câu hỏi phụ. Hả? À? Câu hỏi chính nè. Có cái cây cà rô. Không, đeo gia đình màu gì? Ở chú. Đeo gia đình màu gì? Đâu có ai đánh đâu mà bây giờ dở cái áo lên coi gia đình màu gì. Thôi lỡ rồi, đeo dây nịt màu gì, đúng không? Đúng rồi, đi màu gì? Rồi, đeo dây nịt màu gì? Hồi này, trả lời đâu? Bên đây đi. Bên đây đi. Cái này, em. Ê, dám nói mà mới màu đen đi nha. Có đeo ở đây không? Có phục trang này. Có đeo ở đây không? Không có đeo. Ủa gì hỏi chi ông nội? Tại vì mới gọi thánh soi. Trời nó coi ông nhảm vừa thôi. Thôi đi nữa. Không, bây giờ là mình hỏi câu mà đơn giản nha. Mình nói cái áo trong rồi đúng không? Ý là hồi nãy là mình nói cái áo ngoài. Bây giờ cái áo trong đi. Mình bỏ trang phục đi. Bỏ trang phục luôn hả? Bỏ trang phục, bây giờ câu hỏi này là Huy tự nghĩ ra nè. Trời ơi. Chi tiết này mà đặt các bạn sẽ. Những người nào mà có MV nhiều lần mới biết được chi tiết này. Vậy là không phải tôi rồi đó. Đó là trong bộ, trong cái MV vừa rồi có một cái bức tranh gọi là bút lửa của bé Bình Pop. Bức tranh đó vẽ ai? Đây, cái này tôi biết. Cái này tôi biết. Vẽ ai? Đó. Đó. Cái này là chắc ít nhất là phải cày hơn 100 view. Đôi khi là bức tranh nó thoáng qua màn hình đâu có để ý được. Không, ít nhất là 3 giây đó bạn. Đó. Nữ chính bên cầm mà dơ cái bản mặt luôn mà. Ban tổ chức, ban tổ nghỉ đi. Kìa xa xa kìa. Kìa xa đi, bé nhỏ. Con đó, bạn nhỏ ơi. Bạn nhỏ. Ý nè, con cá nè, tới rồi. Con cá lóc, xin giới thiệu mọi người, đây là bé cá lóc. Đây là chủ nhân của bài hát này. Đó, cá đứng dậy chào mọi người đi bé. Vâng, tác giả của ca khúc để anh một mình, anh Nguyễn Hải Sáng. Rồi, mời con. Trời ơi. Nè, bé trả lời được cái ghê nè. Dễ ai con? Dạ, Ruby với lại Quỳnh Phương. Đúng rồi. Chúc mừng con trả lời chính xác. Rồi, đây. Phần quà cho con, cảm ơn con nha. Rồi bơi nhỏ thiệt. Tặng cái gì bự đi kêu nhỏ lên đây rồi. Tặng cái chút xíu đuổi nhỏ về. Lát nữa cho, game. Lát nữa cho game show nữa. Rồi, con gái là đây là câu hỏi không dành cho Huy đâu. Mà dành cho những người quan trọng ở trong cái MV này đó. Ok luôn. Cụ thể là tác giả anh Nguyễn Hải Sản. Nhạc sĩ Nguyễn Cá. Đóng vai gì trong MV? Trời ơi! Một cái vai mà nó mang về đến 4 giải đề cử dành cho nam phụ diễn xào nhất. Đâu? Nguyễn Hải Sản, dây, dây này dây 9.000 là gia đình của MV đó. Đâu ở phía bên trái đi, anh hai bạn này có rồi. Đâu, bạn nào? Trời ơi, nhưng mà đây là chân cày view nè, biết nhiều quá nè. Rồi, mời bạn. Em đó, đúng rồi. Đứng chỗ trả lời được em, giai gì em? Cái anh mập mập cầu hôn là... Cái anh ơi. Em nên tập trung vào nghề nghiệp của anh Hải Sản đi em à. Cái anh mập cầu hôn của
em ơi đừng có đi được vòng nữa em, anh hỏi là nghề nghiệp của anh làm cái gì cho em thì em nói đi. Nghề nghiệp em không biết, em cho anh trả lời làm cái gì. Trời ơi em cảnh quá em. Em ơi đừng đi được vòng nữa. Chứ anh hỏi đi vô vấn đề đi. Đang đang làm cái gì đi? Anh làm gì? À, đây cái nghề chỉ cầu hôn mà. Cái nghề chỉ cầu hôn người ta gọi cái tắt là nghề mai mối á. Mà có phải là chính xác là làm nghề mai mối hay không? Thật ra thì nếu mà nghề chỉ cầu hôn thì gọi một cách khác đó là trúng thế á, cascader á. Ừ. Đó là diễn viên. Ừ, nhưng mà không phải là câu đó là chính xác đâu Quy à. Chứ ông nói cái gì vậy? Không. Ê, ê, không phải ca sĩ không vậy? Không phải, vai trò đó, vai đó vai đinh quá. Vai xuất hiện mà không biết luôn mà. Đinh tới cái mức mà là thoáng qua 2-3 giây. Lúc mà coi bản final mới thấy mặt móc xuất hiện. Đam mê danh vọng. Nói chung á là hiện tại là trai đã có câu trả lời đàng hoàng luôn. Chính xác nè. Chính xác luôn. Nhưng mà là trai cần á là một bạn khán giả là phải có câu trả lời chính xác. Cho ba đáp án gì? À, A, B, C đi. A, quay phim. A, quay phim. B, đạo diễn. B, đạo diễn. C, trợ lý nhiếp ảnh. Trợ lý nhiếp ảnh. Tèn 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 tèn. Rồi, xin mời cô trả lời. Và ngay bây giờ là câu hỏi trị giá 100 triệu đồng. 100 triệu đồng, câu hỏi cuối cùng, xin mời bạn. Và trả lời đáp án đạo diễn. Và đó là đáp án cuối cùng, đúng không? Tèn 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 tèn. Đạo diễn là một đáp án, thêm nhạc đi mới vô được. Mệt mày. Sai. Sai. Coi như là một đáp án, còn hai đáp án thôi. Rất là đơn giản. Em. Những cái tay lần lượt đưa lên. Xin mời em. Trợ lý giúp bạn. Câu trả lời cuối cùng chúng tôi muốn nghe. Đó là câu trả lời cuối cùng của em. Trợ lý giúp bạn. Dốt nhạc. Chính xác, xin chúc mừng em một quà cho em. Thật ra như thế này nè, cái giai diễn của ảnh á, như mọi người coi MV, mọi người sẽ thấy một cái phân đoạn đầu tiên lúc mà cái trong MV khác. Ủa vậy là những cái gì mà tôi đang cầm ở trên tay nó có đúng là trong MV này không vậy? Hả? Ban tổ chức đâu? Ban tổ chức đâu? Bạn giỡn với tôi nè. Ủa? Chị cá hải sản nè. Bạn đứng lên, bạn cho người biết là trong MV để một mình bạn làm cái nghề gì? À, kính thưa mọi người, tính ra... Đừng có kính thưa, trả lời đi. Để tôi trả lời nè. Ừ. Tính ra là tôi không biết tôi làm cái gì luôn. Ủa, trời ơi. Vai trò chính xác là... À, cho đạo diễn trả lời nè. Đạo diễn? À, trong MV thì cá vai nhạc sĩ. Thằng lâu. Ê, cái câu này không phải là do lỗi của chúng ta mà do lỗi của bên ban tổ chức. Họ đã lộn MV rồi. Ê, nếu vậy á thì là rất là tội nghiệp cho bạn này, nhưng khi mà không có quà đúng không? Đúng, hai bạn đều trả lời luôn. Hai bạn đều trả lời tặng quà luôn. Hết tặng hết. Gia đình của em không được nhiều mà cái điều kiện hết nào. Chờ đi, trời ơi, quà nặng tới mức độ bay như gió luôn vậy đó. Bớt không? Đâu rồi. Để bớt dục, mình bớt hỏi đi. À, tôi bắt đầu tôi thấy hoài nghi những câu hỏi như thế này rồi. Cụ thể MV để anh một mình á thì các bạn cũng đã xem rồi. Và cái điều quan trọng nhất á, ngoài việc MV được các bạn khán giả đón nhận, thì còn một việc quan trọng hơn, đó chính là chúng ta phải nên gửi lời cảm ơn đến những nhân vật rất là quan trọng. Những đối tác đúng vậy, họ đã làm nên thành